sĩ Anh Tú đây. Mùa Giáng sinh lại về rồi. Mùa Giáng sinh chính là mùa của tình yêu nè, của sự hẹn hò nè, của yêu thương nè, của tiệc tùng nè. Vậy thì tại sao chúng ta không thử một cái layout makeup nó hơi lồng lộn, nó hơi lộng lẫy, lung linh và lóng lánh một chút xíu à? Và chúng ta muốn thử cái layout makeup đó thì chúng ta hãy cùng xem clip sau đây nhé. Đầu tiên rất quan trọng trong trang điểm mùa Giáng sinh đó chính là giữ ẩm. Trời lạnh lạnh thì thích thật đó, nhưng da thường sẽ bị khô hơn, mà để da khô thì lớp nền không thể nào vịnh đẹp được đâu. Bước thứ hai là kem nền. Vì đi chơi tối nên bạn có thể tự tin lựa chọn những tông màu sáng hơn 1 đến 2 tông của da để gương mặt trông rạng rỡ và tự tin hơn. Hãy nhớ bước này phải làm thật kỹ nha, đặc biệt nếu bạn có dự định sẽ dự tiệc Giáng sinh xuyên đêm luôn nè. Có thể dùng cọ lớn hoặc bông mút để tán đều lớp kem nền trên da, nhưng hãy nhớ là phải tán thật đều thì mới có lớp nền hoàn hảo mịn đẹp được. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng kem màu sáng ở phần trán, dọc theo sống mũi, phần trũng mắt hai bên và phần cằm để làm rạng rỡ khu vực trung tâm của mặt. Sau đó thì tán đều lớp kem màu sáng này vào lớp nền trước đó. Kỹ thuật này sẽ giúp cho khuôn mặt của bạn trông thon gọn và thanh thoát hơn, đặc biệt là dưới ánh đèn lung linh của đêm tiệc Giáng sinh. Tiếp theo sẽ là bước làm thon gọn mũi không cần phẫu thuật đây. Nói đùa thôi chứ chúng ta sẽ dùng phấn màu tối cùng một cây cọ có đầu hơi vát lên, bắt đầu tô ở hai bên cánh mũi, sau đó tô dọc lên theo thân mũi kéo lên trên đầu cung mày, giúp cho mũi của chúng ta trông thon hơn và thẳng hơn. Nhưng nhớ là tán phấn nhẹ ra xung quanh cho tự nhiên nhé. Kế đến sẽ là bước đánh má hồng. Màu đỏ là màu sắc không thể thiếu trong dịp Giáng sinh được rồi. Vậy nên phong cách trang điểm Noel của chúng ta cũng sẽ lấy tông màu đỏ làm chủ đạo để khơi gợi bầu không khí Giáng sinh nè. Bạn hãy tưởng tượng xem, giữa tiết trời se se lạnh, bạn xuất hiện với một gương mặt rạng rỡ má đỏ hay hay thì sẽ trông tuyệt vời như thế nào đúng không nè. Tiếp theo sẽ là bước đào khối với phấn có tông màu nâu sáng. Thường thì sẽ đậm hơn màu kem nền khoảng 2 tông màu. Dùng cọ to tán đều phía dưới gò má để khi ánh sáng đèn tiệc chiếu vào thì khuôn mặt của bạn trông sẽ sắc sảo và có chiều sâu hơn. Bước cuối cùng của lớp nền hoàn hảo rồi đây. Nếu bạn thích loại phấn dạng bột như bác sĩ Tú, hãy dùng cọ lớn chấm và dụ bớt phần phấn thừa, sau đó thao tác nhẹ nhàng dậm phấn từ vùng trung tâm khuôn mặt đến các phần khác. Thường thì phấn phụ sẽ có thêm các hạt có khả năng bắt sáng, nên khi đánh thì chúng ta chỉ cần đánh một lớp mỏng trên mặt thôi là đã sở hữu được một làn da mềm mại và trắng sáng rồi. Và để ấn tượng hơn trong đêm Giáng sinh thì bạn hãy thử phấn phụ có chút ánh nhũ xem, cực kỳ là thu hút luôn đó. Và hãy nhớ là đánh phấn cho cả vùng vai và cổ nếu bạn dự định diện trang phục hơi gợi cảm một chút xíu nha. Điểm nhấn của trang điểm theo tông đỏ trong đêm Giáng sinh chính là đôi mắt ánh nhũ. Trước hết là chúng ta sẽ sử dụng tông màu da cho toàn bộ bầu mắt. Kế đến là sẽ sử dụng tông nâu hoặc là cam nâu đánh đậm dần ở phần đuôi mắt. Và cuối cùng, phủ một ít màu mắt nhũ ánh vàng hoặc là ánh xám bạc, nhưng nhớ là hãy tán thật đều cho tự nhiên nha. Và đừng quên tạo thêm chiều sâu cho đôi mắt bằng đường kẻ eyeliner thật là sắc sảo, dày và hơi hướng nhẹ lên trên. Còn nếu bạn muốn nổi bật hơn trong đêm tiệc Giáng sinh thì chúng ta có thể chọn một hàng mi giả dày và gợi cảm để tăng thêm sự quyến rũ. Nhưng hãy nhớ là kẹp mi trước khi gắn mi giả, để lông mi thật có độ cong tương xứng với mi giả nè. Và sau đó thì chuốt mascara để giúp cho mi giả gắn kết chặt hơn với mi tự nhiên của các bạn nha. Lông mày giữ một vị trí vô cùng là quan trọng trên khuôn mặt. Ngoài việc giúp cân bằng dáng mặt ra thì chúng còn có thể tạo hiệu ứng thu hẹp hay là mở rộng đôi mắt theo ý muốn nữa. Nhưng hãy lưu ý là không nên chọn lựa tông màu lông mày, nó quá là khác với màu tóc. Vì như vậy nó sẽ tạo ra một cái sự chênh lệch rất là lớn khi mà bạn lên ảnh, cực kỳ là xấu luôn đó nha. Trời ơi, bác sĩ Tú thấy rằng chẳng có cái màu son nào hợp với Giáng sinh hơn là son đỏ tươi, nồng nàn và quyến rũ đâu. Và bạn cũng có thể phủ thêm một ít son bóng ở giữa môi, nhớ là chỉ giữa môi thôi nha, sẽ giúp cho đôi môi trông căng mọng và lấp lánh hơn trong đêm tiệc Giáng sinh đó. Và cuối cùng, không thể phủ nhận ánh kim lấp la lấp lánh chính là một trong những nguồn cảm hứng trang điểm rất là lớn trong mùa Giáng sinh. Bạn có thể sử dụng một số những cái loại mỹ phẩm có sẵn ánh nhũ luôn, hoặc là đến trực tiếp kim tuyến nè, miếng dán hay thậm chí là pha lê lên vùng quanh mắt, quanh má để có một cái vẻ ngoài cực kỳ là nổi bật và thu hút nha. Hy vọng là vào clip vừa rồi thì các bạn đã có một đêm Noel thật là vui và ấn tượng ở bên cạnh người thân của mình, bạn bè và gia đình đúng không ạ? Và nếu các bạn muốn thử một cái layout makeup nào đó thì hãy comment ở bên dưới, bác sĩ Anh Tú sẽ xem và sẽ thực hiện clip cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.